Đề thi vừa sức, không khó, câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu là nhận xét của nhiều thí sinh và giáo viên về đề thi hai môn ngữ văn và toán năm nay. Với môn văn, nội dung đều nằm trong chương trình phổ thông. Phần đọc hiểu và nghị luận xã hội khá dễ, thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể hoàn thành. Một số thí sinh gặp khó ở câu nghị luận văn học với đoạn trích trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Làm bài tốt môn ngữ văn là động lực để các thí sinh thêm tự tin cho môn thi toán trong buổi chiều. Môn văn năm nay là bình thường, không dễ hẳn, không khó hẳn. Nói chung là nếu mà học rồi thì là cũng làm được trên 6 điểm. Bài thi vừa sức mà mọi người có thể làm được, và một số câu ở cuối thì có thể là khó để cho những bạn muốn điểm cao thì là những trường top thôi ạ. Trong buổi thi đầu tiên, nhiều hình ảnh, nghĩa cử đẹp gây xúc động lòng người như thí sinh nữ ở Hà Tĩnh được mẹ đưa đi thi với một cánh tay đang chuyển nước. Một thí sinh khác được bố cõng đến trường thi với đôi nạng do bị gãy chân trước đó. Lực lượng công an, dân phòng và tình nguyện viên đã giúp sức đưa các em đến tận phòng thi. Tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, do mưa lớn kéo dài, các tình nguyện viên tìm mọi cách giúp che mưa cho thí sinh đến phòng thi đúng giờ. Một số cơ quan trông xe miễn phí cho phụ huynh chờ đón con. Tinh thần tiếp sức mùa thi đã góp phần động viên thí sinh thi tốt hơn. Về an toàn của các bạn trong mùa thi này là thứ nhất, thứ hai nữa là giúp các bạn có một cái tinh thần tốt nhất để mùa thi diễn ra tốt đẹp hơn. Đây là cũng như là giúp các phụ huynh đứng ở ngoài chờ các em có một cái tâm lý thoải mái nhất để không lo lắng khi mà các em ở trong phòng thi. Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra một số điểm thi, yêu cầu làm tốt công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên, theo báo cáo nhanh của các địa phương, hầu hết các điểm thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã lên tiếng trấn an dư luận trước thông tin lộ đề thi môn văn sáng ngày hôm nay. Tất cả thí sinh đều chấp hành nội quy và làm bài dự rất là nghiêm chỉnh và trung thực ạ. Còn về việc của hội đồng thi và bộ thì trong đấy các năm mọi năm thì gần đây là bộ làm rất là tốt về cái việc chống rất là thi cử ạ. Không như vậy mà thí sinh còn làm bài rất là tích cực và không có một biểu hiện gì gọi là gian lận. Tuy nhiên, ghi nhận tại nhiều hội đồng thi, vẫn còn nhiều thí sinh muộn giờ đi nhầm địa điểm phải bỏ thi. Một số trường hợp vi phạm quy chế thi đã được chấn chỉnh kịp thời. Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay yêu cầu các hội đồng thi không chủ quan, lơ là, cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức để ngày thi tiếp theo được diễn ra suôn sẻ. Tất cả những việc dù một sơ suất nhỏ có thể gây ra hiệu quả rất là lớn. Cho nên là cũng đề nghị với tất cả các địa phương, các sở đào tạo, ban chỉ đạo các tỉnh và các điểm thi là không chủ quan, mà ngay buổi chiều nay tập trung các cán bộ coi thi rút kinh nghiệm buổi sáng, những cái gì mà làm tốt thì phát huy, những cái gì mà tồn tại hạn chế hoặc là không bị vướng mắc trong quá trình làm việc thì khắc phục để mà làm tốt hơn. Sáng mai mùng 8 tháng 7, thí sinh thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm có vật lý, hóa học, sinh học và bài thi khoa học xã hội gồm có lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, thời gian mỗi bài là 150 phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.